Xin chào các bạn học sinh. Mình tên là Tình và đồng nghiệp mình thường gọi mình là Jasmine. Và mình đã bắt đầu làm việc cho Camason từ tháng 5 năm 2017. Mình đã có khoảng 7 năm kinh nghiệm về lĩnh vực du học. Và mình cảm thấy rằng các bạn học sinh nên trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Và các bạn hãy tự tin để hướng ra biển lớn. Tại vì mình càng đi càng trải nghiệm thì các bạn sẽ biết được giới hạn mình ở đâu. Và các bạn có thể thành công sau này trong tương lai. Camason là trường cao đẳng công lập lớn nhất của bang BC. Và hiện tại có khoảng 19.000 sinh viên. Và trong đó có khoảng 1.600 sinh viên quốc tế. Và hiện tại sinh viên Việt Nam là 50 bạn. Khoảng hơn tầm đó. Mình hy vọng trong tháng 1 tới đây thì mình có thể đem tới cho Camason khoảng 100 bạn học sinh và các bạn sẽ có thể tổ chức rất là nhiều những cái câu lạc bộ cho sinh viên Việt Nam cũng như là có cơ hội để xây dựng cái truyền thống văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở ngay Camason. Nếu mà bay từ Việt Nam qua Vancouver thì nó rất là dễ, nhưng mà từ Vancouver về trường Camason như thế nào? Tại vì nó nằm trên một cái đảo thì nó có đáng sợ hay là không? Nhưng mà mình cảm thấy là di chuyển ở nước ngoài rất là dễ dàng. Tại vì khi mà các bạn bay đến Vancouver thì các bạn sẽ có thể chọn hai cách. Các bạn bay chuyến bay nội địa từ Vancouver về đến Victoria thì chỉ tầm 15-20 phút thôi, nó rất là dễ dàng. Còn điều thứ hai là nếu mà các bạn muốn giống trải nghiệm là adventure, một cái thử thách ban đầu cho nó vui á, thì các bạn sẽ đi phà thì nó mất khoảng 90 phút, nhưng mà một tiếng như vậy là có một cái chuyến phà, và ở trên phà đó thì rất là nhiều người local di chuyển và các bạn sẽ cảm thấy rất là vui. Muốn nhấn mạnh về cái chương trình Hospitality. Đây là một cái ngành dịch vụ du lịch đứng thứ 3 trong top những cái ngành công nghiệp đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế của BC. Thành phố này rất là xinh đẹp và khách du lịch đến nhiều, cho nên những cái nhà hàng khách sạn ở đây rất là nhiều, tạo cơ hội cho các bạn là khi vừa đi học các bạn có thể kiếm được việc làm part time để các bạn ứng dụng những gì mình học ở trong nhà trường ra cái cuộc sống. Bạn là tốt nghiệp thì các bạn sẽ kiếm được việc làm rất là dễ dàng. Khi mà mình tiếp nhận cái đơn đăng ký xin học của các học sinh ở Việt Nam á, thì mình thấy các bạn xin ngành business khá là nhiều. Thì ở Camason cũng tập trung dạy business. Nhưng mà nhiều bạn nói là liệu cái ngành business nào là dễ kiếm việc làm nhất? Mình tâm niệm á, là làm cái gì mà đam mê của mình là mình thành công thôi. Cho nên mình hy vọng là khi các bạn đã có cái kế hoạch đi du học á, các bạn phải tìm hiểu thật là kỹ. Thứ nhất là mình muốn làm gì trong tương lai, đó là cái câu hỏi mà các bạn phải tự trả lời bản thân mình. Và thứ hai là các bạn nên đến để các anh chị tư vấn có thể hiểu hơn là ok, những cái ngành học như vậy thì nó trường nào là tốt, hay là mình nên chuẩn bị như thế nào cho cái hành trang đó của mình. Tôi đến học ở trường thì trường sẽ giúp đỡ những gì cho sinh viên quốc tế? Thì mình nghĩ là những dịch vụ của Camason rất là tốt. Tại vì hiện tại có hơn 30 staff ở trường, thì mọi người nói rất là nhiều ngôn ngữ quốc tế và mọi người giúp đỡ học sinh rất là nhiệt tình. Tại vì khi mà đợt tháng 9 vừa rồi á, có những hồ sơ rất là gấp, nhưng mà khi mà mình làm việc với bộ phận sắp xếp nhà ở của trường thì chỉ trong vòng khoảng 3 đến 4 ngày thì các cô đã tìm ra nhà ở cho học sinh. Và những cái chuyến bay rất là gấp tại vì visa ra rất là trễ thì các bạn vẫn đi đến trường kịp để cho cái kỳ nhập học vừa rồi. Cho nên mình nghĩ là cái ưu tiên của Camason là tất cả vì học sinh. Và nếu mà các bạn gặp gì khó khăn thì các bạn hãy liên hệ thì bọn mình sẽ hỗ trợ các bạn rất là tốt. Khi mà chương trình CS Visa mở ra thì mình nghĩ cái cánh cửa đó nó rộng hơn rất là nhiều. Tại vì trước đây chỉ cỡ 40% sinh viên có visa thì bây giờ con số đó cao hơn. Và những cái giấy tờ mà các bạn nộp lên lãnh sự quán nó cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thì các bạn chỉ cần có IELTS đủ 5.0, rồi các bạn cần phải đóng tiền học phí và sinh hoạt phí trong vòng 1 năm như vậy. Đó là một cái cơ hội tuyệt vời và mình nghĩ nếu các bạn đã có ý định đi du học thì hãy làm luôn và đừng có để khi mà cái chương trình nó đóng lại hoặc là khi mà cái thị trường nó bão hòa đi thì các bạn sẽ ít có cơ hội hơn.
nói về New World Education, thì khi mình làm việc thì mình tiếp xúc rất là nhiều cái agent ở Việt Nam. Đối với New World thì mình rất là tin tưởng, tại vì khi mình tiếp xúc thì mình cảm thấy cái đội ngũ tư vấn viên đến các bạn làm hồ sơ thì các bạn đều rất là tận tâm và các bạn rất là năng động sáng tạo. New World luôn mở rộng cái mạng lưới đối tác, không chỉ trường Carmarthen College đâu, mà các bạn làm với rất là nhiều trường cao đẳng đại học trên những cái nước quốc gia nói tiếng Anh, và đặc biệt là Canada, khi mà cái xu thế du học Canada có nhiều lợi ích như vậy. Audio Jungle.